Và trước mặt chúng ta đó là khách sạn Majestic, khách sạn 5 sao nổi tiếng ở Sài Gòn này. Đa phần khu này là người nước ngoài họ ở, đa phần là du khách. Bên kia cũng là một cái khách sạn Grand, rất là đẹp, kiến trúc rất là lộng lẫy, đèn rất là đẹp luôn. Cái hồ cá nằm trong cái bóng đèn, bóng đèn đèn kiểu, và dưới đây là đậu. Và cái bên là tòa nhà tham que, tòa nhà rất là cao ở đây. Phía trước đó là khách sạn Hương Sen. Và chúng ta đang ở đây là giao lộ Mạc Thị Bưởi và Đồng Khởi. Mà chị, em thì ngu ngơ. Ngay khách sạn Sheraton, khách sạn 5 sao của Mỹ. Với giá phòng ở đây thì khoảng 200-300 đô. Trước mặt chúng ta đó là Hotel Continental Sài Gòn. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Cường Để năm xưa, và cũng là con đường Tôn Đức Thắng ngày nay, với những cái hình ảnh của các khách sạn 5 sao và những cái nhà hàng rất là nổi tiếng ở đây. Và theo hướng này chúng ta sẽ đi về tượng đài ông Trần Hưng Đạo, đường Nguyễn Hữu Cảnh, bến tàu hãng tàu Ba Son, chỉ vài trăm mét nữa thôi. Và ở đây có rất là nhiều khách sạn 5 sao ở khu vực này, trên con đường Cường Để ngày xưa cũng là Tôn Đức Thắng ngày hôm nay. Nếu các chị các bạn thích ngắm nhìn những cái hình ảnh con tàu rồi hãng tàu Ba Son ngày xưa để ôn lại ký ức, thì chúng ta ở những khách sạn ở gần đây. Và ngày hôm nay tiếp tục hành trình trên cái những cái con đường về đêm, thì em mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi về một cái con đường mà có lẽ người Sài Gòn nào cũng biết, đó là đường Tự Do, cũng là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cũng là đường Đồng Khởi ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta đợi đèn xanh mình qua đường nha. Đây là những cái xe mà lưu thông từ quận 4, mình chạy qua cầu Khánh Hội và qua quận Nhất, rất là đông. Rồi chúng ta qua đường. Ở Sài Gòn qua đường là một cái gì đó rất là nguy hiểm. Mặc dù đèn đỏ rồi nhưng mà vẫn có rất là nhiều xe chạy. Các du khách qua đường rất là hồi hộp. Mình nhìn lại cung đường chúng ta vừa đi qua nè, và bên kia là bến Bạch Đằng nè. Rồi theo thẳng hướng này mình sẽ đến hãng đóng tàu Ba Son nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đi đến một con đường, đó là đường Đồng Khởi, một con đường đắt giá nhất Sài Gòn, con đường trung tâm, một con đường rất nhiều khách sạn 5 sao. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi bên đây, bên lề bên phải này,
bắt đầu từ giao lộ Đồng Khởi và Tôn Đức Thắng. Đây là nhà hàng cà phê Ru Nam. Với kiến trúc rất là đẹp, không gian thoải mái, rộng rãi, nhưng mà hơi ít khách. Với cái địa thế ở đây thì những căn nhà, những cái mặt tiền này rất là có giá, không phải ai cũng thuê được. Và trước mặt chúng ta đó là khách sạn Majestic, khách sạn 5 sao nổi tiếng ở Sài Gòn này. Rồi chúng ta tiếp tục nhìn lại cái cung đường, đó là đường tự do ngày xưa. Ở đây thì cũng có cô bán nước, những cái xe nước, rồi snack, rồi cơm, nước ngọt, nước suối. Rồi em đã tiếp tục nha. Những cái hình ảnh này gợi nhớ cho chúng ta nhớ về một cái hình ảnh của Sài Gòn ngày xưa, khi mà cô chú anh chị ở đây và còn có một cái việc làm. Khi mà màn đêm buông xuống thì bà con mình cũng hay ra đây buôn bán, rồi ra Nguyễn Huệ buôn bán. Một cái thời vất vả. Và chúng ta đang đi dưới những cái khách sạn rất là đẹp ở khu vực này, với những hàng quán cà phê ở dưới sảnh. Đa phần khu này là người nước ngoài họ ở, đa phần là du khách. Và đây là cái khách sạn đây là quán cà phê Soho. Ngay cái giao lộ Ngô Đức Kế và Đồng Khởi. Bên kia cũng là một cái khách sạn Grand, rất là đẹp, kiến trúc rất là lộng lẫy, đèn rất là đẹp luôn. Ở số 8 Đồng Khởi. Và thẳng hướng camera chúng ta sẽ đi đến Nguyễn Huệ, phố đi bộ. Chúng ta thấy ở đây khung cảnh ở đây rất là khác so với những cái khu khác, đèn đuốc rồi nội thất kiến trúc rất là hiện đại. Và thẳng hướng này mình sẽ ra bến Bạch Đằng với những cái tượng đài ông Trần Hưng Đạo, và xung quanh là những khách sạn 5 sao. Khách sạn này rất là đẹp luôn nè. Cái hồ cá nằm trong cái bóng đèn. Bóng đèn đèn kiểu. Và dưới đây là đậu. Đậu nè. Không hiểu sao người ta lại để đậu. Đậu thiệt luôn á. Đây là đèn cầy, mà đèn giả thôi. Cá thiệt.
cái vỏ xe họ chế ra những cái kiểu vỏ hoa rất là nghệ thuật, làm hình con cua nè, cá heo. Thấy ngộ ngộ lạ lạ. Rồi đây là cái những cây tâm họ làm cái tòa nhà công trình. Rất là đẹp, tâm tre. Và đến đây là cái hình ảnh của con tàu xuồng ba lá trồng lúa, và bên trong một khách sạn, khách sạn 5 sao. Và đây cái ô này thì những cái con ốc, những cái bình. Và rất là nhiều luôn ha. Mình nhìn thấy rất là đẹp. Và chúng ta nhìn bên đường là những cái quầy bán đồ lưu niệm, với những cái nhà có kiến trúc rất là xưa nè, những cái nhà rất là đắt giá ở Sài Gòn. Cái đồ lưu niệm làm bằng tay như là những cái ống tre, rồi rồi những cái chuông gió. Và kế bên nó có cái con hẻm nhỏ nhỏ với các em ngồi đó làm spa massage. Và kế bên là tòa nhà tham que. Tòa nhà rất là cao ở đây. Cũng là một khách sạn 5 sao đắt giá ở khu vực này. Và mình đi một đoạn nữa sẽ đến nhà của chú Nelly nè. Và thẳng con đường tự do này chúng ta sẽ đi đến cái nhà thờ Đức Bà. Ở đây có cái Laza, Lucky Laza. Giống như chúng ta đang đi đi bộ ở Sài Gòn vậy ha. Nhìn qua màn ảnh nhỏ tương tự như chúng ta đang về Sài Gòn và mình đi dạo vòng vòng ở cái cung đường này. Ở bên đây thì không có nhiều quán xá dịch vụ như bên kia. Hôm bữa chúng ta đi bên kia mình nhìn đi bên đây, mình nhìn ngắm những hình ảnh của bên kia nè. Sài Gòn khu này về đêm thì rất là nhiều sắc màu luôn, trắng xanh vàng đỏ hồng tím. Và cái video ngày hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ngay cái khách sạn Continental. Và nhân đây thì cũng xin chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Chúng ta đến đây là cái
showroom của Lacoste, thương hiệu cá sấu nổi tiếng. Ở đây bán đồ rất là giá rất là cao. Tại hiệu Lacoste này cũng là có tiếng ở thế giới. Một cái áo ở đây cũng có giá cả $100 là bình thường. Ở Việt Nam mà mua cái áo có giá $100 là cũng rất là sang rồi. Phía trước đó là khách sạn Hương Sen. Và chúng ta đang ở đây là giao lộ Mạc Thị Bưởi và Đồng Khởi. Mà chị, em thì mua ngơ, tụi em cũng phải kết hợp. Thẳng hướng này mình sẽ đi đến Nguyễn Huệ nè. Chúng ta nhìn bên kia là tòa nhà City Bank, tòa nhà Sinh Hoa. Bên đây có một cái nhà rất là xưa nè, mà không hiểu ngày xưa là gì ha. Này, có lẽ cũng là nhà hàng khách sạn gì đấy. Khu vực tự do ngày xưa thì cũng là một con đường rất là đắt giá, và ngày hôm nay cũng vậy ha. Con đường Đồng Khởi ngày hôm nay cũng là cái con đường siêu đắt ở Sài Gòn. Catina Sài Gòn, Hotel Catina. Nằm ở số 105 Đồng Khởi. Và đây là đường Đông Du, ngay khách sạn Sheraton, khách sạn 5 sao của Mỹ. Với giá phòng ở đây thì khoảng 200-300 đô. Và cái con đường Đông Du ngày hôm nay rất là nhiều nhà hàng. Ở đây có nhà hàng Dim Sum. Mà hôm bữa là em đọc là điểm sắm. Cô chú anh chị thông cảm thì những cái phát âm ngoại ngữ em không có giỏi cho lắm. Nên mà con đừng cười em nha. Chúng ta đi tiếp nha. Rồi, và cái video ngày hôm nay em xin tạm dừng tại đây. Một số hình ảnh về con đường Đồng Khởi gửi đến các anh chị và các bạn. Chúng ta sẽ tạm dừng tại cái khách sạn Continental, nhà hát lớn thành phố, với những cái điều mình vừa đi qua, những cái nhà hàng khách sạn 5 sao rất là đẹp ở trung tâm Sài Gòn này. Để có dịp thì chúng ta đến Sài Gòn thì mình cũng có những cái thông tin, những cái hình ảnh để mình tham khảo thông qua cái thông tin hàng hẹp trên video này. Ở đây thì em cũng rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vinh Lâm TV. Trước mặt chúng ta đó là Hotel Continental Sài Gòn. Một cái hình ảnh của Sài Gòn rất
rất là đẹp. Ngày xưa ở đây là cái bồn nước, bồn kèn nè. Đó, khách sạn ngày xưa nhìn thấy rất là nhiều xe xích lô ở đây. Như bây giờ thì taxi, xe hơi cao cấp không à. Đó, nhà hát thành phố nè. Và chúng ta nhìn qua bên đây cũng là những cái building, những cái khách sạn. Rồi bây giờ mình nhìn lại cung đường mình vừa đi qua nè. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.